Sau Tết Mậu Thân, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đề ra các chính sách về an sinh, kinh tế, xã hội, đặc biệt chú trọng đến các vùng nông thôn. Một trong những chương trình trọng điểm là quốc sách người cày có ruộng, mà đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phát động qua một buổi lễ tại miền Tây. Được làm chủ trên chính mảnh đất của mình, nông dân miền Nam an vui canh tác sản xuất, ổn định đời sống trong thời kỳ chiến tranh. Ổn định tình hình tại nông thôn, gia tăng sức mạnh quân lực trên chiến trường. Đó là mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.